Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Việt Devils, kênh YouTube của cổ động viên Man United ở Việt Nam. Và đây là video reaction sau trận Chelsea gặp Man United. Và mình là Mèo To đây, cổ động viên Chelsea. Thì trận đấu đã kết thúc với tỷ số 1 đều. Thực sự với tư cách là fan Chelsea, tôi không thể hài lòng. Không thể hài lòng về rất nhiều thứ. Thứ nhất là về bên phía Chelsea đi thì khả năng dứt điểm thực sự, oh my god, Timo Werner. Thực ra thì điều này không còn gì gọi là mới mẻ đối với cổ động viên Chelsea rồi. Timo Werner ra chân là bóng rất là dễ trượt, và trận này thì thực ra anh ấy cũng không có nhiều cơ hội lắm, được có hai cơ hội thì một cơ hội ngon ăn thì dứt điểm bị Wan-Bissaka cản, một cơ hội thì cũng ngon ăn luôn, không ai kèm nhưng mà dứt điểm ra ngoài. Và thực sự Timo Werner trận này mặc dù phong độ mấy trận trước thì đang cao nhưng trận này thì đã không tốt, bị có thể nói là bị vây khá rát, bị phong tỏa khá rát từ phía các cầu thủ phòng ngự của Man United, dẫn đến việc là anh ấy thi đấu không tốt trong trận này. Còn hôm nay thì Chelsea dứt điểm 22 cú sút, tung ra 22 cú sút và 6 lần, chỉ có đúng 6 lần bóng đi vào khung thành và đến 5 lần là David De Gea cản phá. David De Gea again. Thi đấu rất ổn định, rất xuất sắc. Và tôi phải thay đổi nhận định của tôi về cái gọi là Combined Elevens. Trước trận trong clip trước nếu các bạn có xem thì tôi và các cổ động viên của Man United khác đã có một cái nhận định về Combined Eleven của Chelsea và Man United. Thì riêng cho trận đấu này tôi xin phép thay đổi nhận định của tôi, đó là thay thế vị trí của Edouard Mendy và David De Gea. Sau David De Gea sẽ thay cho Edouard Mendy. Mendy trận này thì nó không tốt, hai tình huống sai lầm ngớ ngẩn, lâu lắm rồi tôi mới thấy Mendy sai lầm nhiều như thế trong một trận đấu, và gần như không bao giờ sai lầm cả. Hiệp một thi đấu rất tốt, tự nhiên hiệp hai tự nhiên có hai tình huống, không, thực ra hiệp một thì có một tình huống chuyền hỏng nhưng mà không không ảnh hưởng đến chuyện hiệp ba lại thi đấu không, chả hiểu thi đấu nào chuyền một quả mà kiểu Fred mà không ngáo chắc là đã 2-1 rồi. Về mặt chiến thuật thì Chelsea vẫn thi đấu như vậy thôi, vẫn là những cái pattern chuyền bóng thế, vẫn xử lý mềm mại, các cầu thủ xử lý mềm mại, vẫn chuyền bóng, vẫn phối hợp tốt. Tuy nhiên thì có thể nói thực sự là Chelsea không thể đưa bóng được vào vòng cấm của Man United. Rất khó, rất ít khoảng trống để dứt điểm. Và tôi nghĩ là phần lớn là do là hậu vệ của Man United thì hiệp 2 đó thì nó quá tốt. Đó, hiệp 1 Chelsea có cơ hội đó, Man United mắc sai lầm rất nhiều trong hiệp 1 nhưng lại không tận dụng được. Và cái pattern mà không tận dụng được cái sai lầm của đối thủ thì Chelsea đã có thể nói là lặp lại ở trong mấy trận gần đây rồi. Trận gặp Burnley cũng vậy, cũng tận dụng nhiều sai lầm của đối cũng sai lầm à, đối thủ cũng mắc nhiều sai lầm nhưng mà Chelsea cũng không tận dụng được. Nên trận này nên hiệp 1 không tận dụng được thì hiệp 2 khi mà Man United chỉnh đốn lại cách phòng ngự thì gần như không còn cơ hội, một tí cơ hội nào luôn để mà dứt điểm. Tôi thấy David De Gea trên hiệp 2 và hiệp 1 là hai hiệp khác nhau, hiệp 1 là liên tục cản phá, liên tục bay lượn. Hiệp 2 thì gần như là không thấy tình huống nào cản phá của David De Gea, toàn là tình huống phá bóng của Victor Lindelof và Eric Bailly thôi. Và trong trong một thế trận mà cực kỳ cơ hội như thế, cho nên là tình huống cuối cùng khi mà Rudiger sút mà cứ bay lên trời như thế thì thực sự là quá đáng tiếc, quá đáng tiếc dành cho fan Chelsea trong tình huống đó. Mặc dù Rudiger thì thôi không nên mong đợi nhiều bởi vì anh ấy là một hậu vệ mà, nhưng trận này anh ấy làm một trong cầu thủ thi đấu nổi bật nhất về phía Chelsea, dứt điểm hiệp 1 dứt điểm một quả bị De Gea cản trúng xà ngang, hiệp 2 cũng dứt điểm một quả nhưng bay lên trời. Về tình huống thay đổi người của Thomas Tuchel, tôi nghĩ đấy là một tình huống thay đổi người hợp lý thôi.
thay Pulisic để Pulisic đá vào cánh phải, là vị trí wing back bên phải, thay Alonso và kéo Rich James sang bên cánh bên trái. Bởi vì thật sự cái trận này Rich James bên cánh phải không làm được gì, không 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 thể không để lại một dấu ấn gì hết. Có thể một số bạn khác có nhận định khác tôi, nhưng mà bản thân tôi khi xem cũng rất chú ý, nhưng mà thật sự không có nhớ một tình huống nào mà Rich James thể hiện một cái sự đột phá, một cái sự xuất sắc như đã từng thể hiện ở các trận đấu trước cả. Tôi nghĩ nói về Chelsea chắc đủ. Hôm nay ngoài cái pattern phối hợp bóng, phối hợp chuyển bóng, ngoài cái chiến thuật ra thì những cái khác thì thực sự không tốt. Và không tốt phần lớn là do Man United đá hay. Và bây giờ sẽ đến Man United. Đây là trận đấu mà tôi coi nghĩ là hay nhất của Man United trong vòng 8 đến 9 trận gần đây. Và rơi đúng vào trận gặp Chelsea. Oh my god. Về mặt chiến thuật, tôi nghĩ Michael Carrick đã có một cách tiếp cận, đã cho Man United có một cách tiếp cận trận đấu đúng đắn. Đó là không chơi phối hợp, không chơi phòng ngự theo kiểu thành khối, khối phòng ngự. Mà chơi phòng ngự theo kiểu pressing. Bố trí 3 tiền vệ vào Matic, McTominay, Fred để có thể chơi pressing, để có thể chơi tranh chấp giữa sân đối với các cầu thủ Chelsea. Tôi nghĩ đấy là một cách tiếp cận trận đấu đúng đắn. Và việc không xuất phát Ronaldo ngay từ đầu cũng rất đúng đắn luôn. Tôi không nghĩ nếu hôm nay Ronaldo mà đá thì Man United sẽ đá như vậy. Các cầu thủ mà thật sự là ép Chelsea rất rát ở trong hiệp 1. Hai tiền vệ Chelsea phải tranh chấp rất là nhiều. Man United cũng bị thẻ vàng nhiều đấy, nhưng mà họ không quan tâm. Không quan tâm, những thẻ vàng cũng được. Miễn là tranh chấp, miễn là lấy được bóng. Phòng ngự thì sao? Hai cánh. Hudson-Odoi có bóng cái là đối mặt một phát với cả Wan-Bissaka, Jadon Sancho. Thậm chí là Scott McTominay hoàn toàn lùi về vào một đầu ba luôn, tạo thành những tình huống một đầu ba. Và bên cánh đối diện cũng vậy, mặc dù cánh đối diện phòng ngự có vẻ không được tốt bằng cánh còn lại, nhưng mà cũng không có mắc quá nhiều sai lầm. Và thực sự hiệp 1 và hiệp 2 của Man United là hai cách phòng ngự hoàn toàn khác ở nhau. Hiệp 1 mắc quá nhiều sai lầm, người duy nhất biết phòng ngự là David De Gea, thì cái việc đấy anh ấy đã thể hiện từ mấy trận gần đây rồi. Còn hiệp 2 là Ekpayli Lindelof đi ra một cái là biết mình phải làm gì luôn. Chắc là kỳ nghỉ giờ nghỉ giữa hiệp là chỉ có đúng một cái instruction duy nhất mà Mike Phelan và Michael Carrick đã chỉ đạo cho Lindelof và Bailey: phá bóng, chịu phạt góc, hết. Đúng, và họ chỉ phá bóng, chịu phạt góc thôi. Phá bóng, chịu phạt góc. Rất nhiều quả phá góc cho Chelsea và Chelsea không tận dụng được đúng một tình huống là Wan-Bissaka đen thôi, là phạm lỗi với cả Thiago Silva thì bị penalty. Đấy về mặt chiến thuật, còn về mặt cá nhân thì oh my god, David De Gea, oh my god. Thôi, hôm nay đã khen David De Gea nhiều rồi, thôi không nói nữa David De Gea. Cá nhân thì Eric Bailly thi đấu rất xuất sắc. Lindelof thì cũng thi đấu khác hẳn luôn, nhưng mà tôi phải nói về Eric Bailly trước, bởi vì Eric Bailly anh ấy đã ngồi ngoài rất lâu rồi. Trận này Harry Maguire bị treo giò nên Eric Bailly mới được đá chính. Và trước trận thì rất nhiều người lo ngại là Eric Bailly và Lindelof thi đấu với nhau quá ít, và không hiểu hai cầu thủ này sẽ phối hợp với nhau như thế nào, nhưng mà trận này hai cầu thủ này phối hợp với nhau quá tốt. Eric Bailly như một chiến binh. Thực sự anh ấy làm cho tôi nhớ lại một trung vệ tên là Liam Cole của Southampton một tháng năm nay. Chelsea thì trước đấy có một trận đấu ở Carabao Cup gặp Southampton, và trận đấu đấy thì đã kết thúc tỷ số 1-1 và Chelsea thắng penalty. Thì trận đấu đấy cái ông trung vệ tên là Liam Cole đấy đá cực kỳ rắn, cực kỳ quyết liệt. Không cho các cầu thủ tấn công của Chelsea một cơ hội nào luôn.
Và anh đó ở Southampton cũng là dự bị. Trận này Eric Bailly y hệt luôn. Tuy nhiên thì Eric Bailly không phải kiểu gọi là chảo tranh chấp này kia, nhưng mà phá bóng rất chắc chắn, rất chính xác. Eric Bailly đá như này thì tôi nghĩ là Michael Carrick và sắp tới là Ralf Rangnick là không nên cho Maguire vào đá. Chắc Maguire vào đá được cái là dâng bóng lên rồi sau đó là chuyền bóng cho ông này ông kia. Nhưng mà trận này Eric Bailly chuyền bóng đâu có tệ lắm đâu. Hiệp 1 thì hơi ngáo tí nhưng mà hiệp 2 thì đâu có tệ đâu. Nhưng mà hậu vệ trước khi anh chuyền bóng giỏi, trước khi anh phối hợp giỏi thì anh phải phòng ngự giỏi đã. Thì Eric Bailly là một người đã làm được việc đó và làm được việc mà Maguire không làm được trong 4 5 trận gần đây. Thì Eric Bailly đá như này mà trận sau lại va lại ra ngồi ghế dự bị thì thực sự là không công bằng một tí nào. Có cầu thủ khác của Man United thì tôi nghĩ là hàng tiền vệ của Man United thì họ thi đấu không có quá nhiều cá nhân nổi bật thi đấu trong hàng tiền vệ của Man United, nhưng họ thi đấu rất organized, rất theo kiểu gọi là cả ba cầu thủ cùng communicate, cùng ép, cùng lấy bóng, cùng phối hợp. McTominay, Fred, Matic trận này đều thi đấu tròn vai. Tôi thực sự thì xứng đáng thôi. Tự nhiên chắc là do hiệu ứng của Ralf Rangnick, sắp xếp mới sắp về nên là các bố Man United đã tinh thần khác hẳn luôn. Chứng minh cho huấn luyện viên mới là anh ta là có vị trí trong đội hình của Man United. Anh ta xứng đáng được mặc màu áo của Man United để thi đấu. Và kết quả một đều trả lời luôn, xứng đáng. Một trận đấu xứng đáng được một đều một cái được một kết quả hòa của Man United. Và thậm chí là nếu mà là may có thể nếu mà may mắn hơn thì hoàn toàn là có thể là Man United đã giành chiến thắng rồi. Giành chiến thắng có thể là 2-0 nếu mà Fred không ngáo. Có thể là 1-0. Thôi. Chelsea và Man United vẫn tiếp tục phải move on. Trận này sẽ là một đối với Man United, trận này sẽ là một có thể nói là tiền đề tốt để cho họ đi tiếp chặng đường sắp tới. Tuần sau lại gặp Arsenal cơ. Arsenal dạo này cũng đang có phong độ tốt. Nhưng tôi nghĩ Arsenal là một đối thủ phù hợp đối với Man United để có thể giành trọn 3 điểm. Không phải đá phòng ngự quá nhiều như trận gặp Chelsea như này, mà hoàn toàn có thể là cầm bóng, kiểm soát bóng thế nào. À phải nói về Man United phải nói thêm một điều nữa. Thôi nãy giờ khen rồi bây giờ chê một tí đi, mình là fan Chelsea mà. Michael Carrick, hai tình huống thay người, thực sự đối với tôi nghĩ là hai tình huống thay người ngớ ngẩn. Đang phòng ngự phản công. Thay Jadon Sancho bằng Cristiano Ronaldo, no disrespect to anh Ronaldo nhá. Ronaldo không nhận đá hay thiệt, nhưng mà thay thay Sancho bằng Ronaldo, Sancho là cái thằng mà nó chạy gần như là nhanh nhất đội Man United để phản công rồi, mà tự nhiên thay nó bằng Ronaldo, mà Ronaldo vào sân làm được cái gì? Không làm được cái gì cả. Phòng ngự không làm được, cầm bóng thì mất bóng, tranh chấp bóng bổng cũng không tranh chấp được. Được có đúng một tình huống có được bóng từ Lingard rồi dứt bóng lên nhưng mà việt vị rồi, không hiểu thay người thay 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 vào để tăng tinh thần, chắc là hiệu ứng tinh thần truyền năng lượng cho cầu thủ, chắc thay người mục đích đấy, nhưng mà có thể thay người khác mà có thể thay lúc đấy lúc mà tôi thấy Ronaldo chuẩn bị vào tôi nghĩ không biết là thay ai hay là thay Rashford, chứ tôi không nghĩ là thay Sancho. Tuy nhiên thay Sancho thật sự khó hiểu, mà là còn 20 phút sau mấy, còn 30 phút nữa là tình huống thay người thứ hai là thay Lingard bằng Rashford lại khó hiểu một lần nữa. Rashford tự nhiên thực ra từ đầu hiệp 1 đến đến thời điểm từ đầu hiệp 1 trong hiệp 1 là Rashford thi đấu không nổi bật. Đi bóng không, thi đấu cũng quá nổi bật và thực sự gần như mất hút. Nhưng mà hiệp 2 nó có một số tình huống đi bóng có thể nói là khá ổn. Thoát pressing khá ổn từ phía cầu thủ Chelsea và phối hợp cũng khá tốt đối với hàng tiền vệ. Tự nhiên đúng cái thời điểm mà người ta đã ok nhất, người ta đã đây. Ông đã thay một cầu thủ chạy nhanh ra rồi thì ông còn đúng một cầu thủ chạy nhanh để ông phản công. Tự nhiên ông thay nốt thằng đấy ra để thay một bằng thằng một cái thằng Lingard, tôi không nói gì trên nữa, nhưng mà Lingard vào sân cũng không làm được cái gì, ở vào sân phút 77 không làm được một cái gì hết. Và tình huống thay người thì cuối cùng thì thay Donny van de Beek thì phút 89 mới thay.
gì thôi thì Van der Beek vào chắc là để thay Fernandes mệt rồi thôi. Thì tình huống đấy thay người đấy thì tôi không tính luôn, thì coi như không có. Mặc dù Van der Beek vào sân thì cũng có một tình huống truy cản và một tình huống phòng thủ phạt góc thành công. Để bây giờ lời cuối cùng đi, thì tôi sẽ đánh giá ai là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này. Thì chung quy lại thì tôi nghĩ là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nên là một cầu thủ Man United, và đó có thể là David De Gea hoặc Eric Bailly. Bản thân tôi nghĩ đó là David De Gea, bởi vì không có David De Gea ở trong hiệp 1 thì Man United chắc đã thua 2-3 bàn rồi. Và cái việc mà David De Gea thi đấu xuất sắc trong hiệp 1 là tiền đề để các cầu thủ Man United thi đấu thành công hơn trong hiệp 2. Hàng phòng ngự thì đã chỉ đạo trong nghỉ giữa hiệp rồi, còn hàng tiền vệ là thi đấu của Man United là thi đấu thăng hoa hơn hẳn sau khi xây được Sancho ghi bàn. Đó là cái hiệu ứng mà xây được Sancho ghi bàn thôi. Ok, kết lại tỷ số 1-1, xứng đáng cho Man United, xứng đáng cho Chelsea. Cảm ơn các bạn.